Cây xanh không chỉ eo uột trên đường vành đai phía Tây Đà Nẵng, mà tuyến đường vành đai phía Nam Trăm Tỷ, đoạn Hòa Phước, Hòa Khương cũng có hàng loạt cây xanh chết rụi. Theo ghi nhận, tuyến đường vành đai phía Nam, đoạn Hòa Phước, Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, kết nối với trên đường vành đai phía Tây, từ điểm nút giao ở xã Hòa Khương di chuyển về hướng xã Hòa Phước, không khó để bắt gặp nhiều cây xanh chết khô. Không chỉ vậy, nhiều cây khác thì khẳng khiu trụi lủi lá, cả đoạn đường bạt ngàn cây cỏ dại mọc tùm. Tiếp tục đi về đoạn qua xã Hòa Tiến, Hòa Phước, không chỉ có nhiều cây chết ráo, nhiều cây bị gãy hoặc chỉ còn phần gốc trơ trọi. Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, đến nay, cây xanh trên đường Hòa Phước, Hòa Khương chưa được bàn giao cho công ty công viên Cây Xanh Đà Nẵng. Theo tìm hiểu, tuyến đường Hòa Phước, Hòa Khương thông xe năm 2019, dự án do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư, với nguồn kinh phí xây lắp và hạ tầng toàn tuyến gần 500 tỷ đồng từ vốn ODA của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của Đà Nẵng. Đây là tuyến đường thuộc hợp phần 3, các con đường chiến lược của dự án phát triển bền vững Đà Nẵng. Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng là đơn vị điều hành dự án. Vào năm 2019, gói thầu trồng cây xanh, cấp nước tưới cây trên tuyến đường Hòa Phước, Hòa Khương, bên mời thầu là Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng. Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng và Cây xanh Hà Đô, giá trúng thầu hơn 7,5 tỷ đồng.